mạng xã hội mới đây có chia sẻ một đoạn clip ghi lại cảnh một ông cụ sau khi va chạm với một tài xế ô tô. Cụ ông tỏ ra vô cùng tức giận, liên tục đạp vào đầu ô tô, mặc cho đồng chí cảnh sát liên tục can ngăn khuyên giải. Sự việc xảy ra vào chiều ngày 18 tháng 1 trên một tuyến phố ở Hà Nội và một phần diễn biến đã được người đi đường ghi lại rồi chia sẻ lên mạng xã hội. Theo như chia sẻ thì trước đó, ô tô đã va chạm nhẹ vào đuôi xe máy do cụ già điều khiển trên đường. Va chạm không gây ảnh hưởng thiệt hại tới phương tiện cũng như sức khỏe của cụ, nhưng cụ tỏ ra vô cùng tức giận với hành vi chạy xe của tài xế ô tô. Cụ liên tục đạp vào đầu ô tô, thể hiện sự bức xúc của mình, mặc cho đồng chí cảnh sát hết mực can ngăn khuyên giải. Màn xô xát này cũng khiến các phương tiện lưu thông qua lại đường này gặp nhiều khó khăn. Sau cùng, tài xế ô tô đã xuống xe, chạy tới chắp tay xin lỗi cụ. Hành xử của đôi bên đều khiến người ta ngán ngẩm. Nếu ngay từ đầu tài xế nhận sai xuống xe xin lỗi thì có lẽ mâu thuẫn cũng đã không bị kéo dài đến như vậy. Còn cụ ông có lẽ trong trường hợp này đã quá nóng giận và không kiểm soát được hành động của bản thân. Còn bạn cảm thấy sự việc này như thế nào? Hãy cùng chia sẻ nhé!